anh chán. Ở số sang bên kia, xuống phía bên kia nó có vườn hoa. Đâu? Đúng rồi, phải bật đèn, đo hầm nhẹ kia. Hôm nay là sao là mới làm hai năm xe, hai làn xe đẹp chưa, lần đầu tiên chui hầm nhá. Đâu, lần đầu tiên chui hầm Quảng Ninh thôi chứ ở trên Hà Nội thiếu gì hầm. Hầm ở Hà Nội em sao dài dài như hầm này, có một cái hầm cũng dài như này, hầm nhưng mà hầm qua cầu. Bổ sung thêm những gì mà phần âm nhạc của phần